Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình, Tony Phong. Là mình đây, là mình đây, yes. Ở cái thời điểm hiện tại thì đã sắp bước vào những ngày cuối cùng của năm 2017 rồi. Và mình biết là sắp tới thì sẽ có rất nhiều dịp và các bạn sẽ mua sắm những chiếc điện thoại mới. Mình biết là như vậy. Nếu như các bạn mua cho mình những thiết bị dòng flagship cao cấp mức giá mười mấy triệu thì có lẽ là quan trọng là bạn thích hay không mà thôi. Nếu như các bạn mua những sản phẩm ở phân khúc mức giá tầm trung thì chúng ta cũng có vô số sự lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên nếu như chúng ta muốn mua những sản phẩm điện thoại với mức giá tầm khoảng tầm 7 triệu cho nên tầm khoảng loanh quanh tầm 9 triệu thì nếu mà xét về cái hàng chính hãng ở thị trường Việt Nam có lẽ là không có quá nhiều sự lựa chọn. Vậy nên là trong cái phân khúc mức giá này các bạn nên lựa chọn sản phẩm nào và sản phẩm nào sẽ thực sự phù hợp với các bạn thì trong video này mình sẽ cùng nhau tư vấn và chia sẻ được cho các bạn nhé. Trước tiên đó thì mình sẽ phải liệt kê sơ qua là tầm giá hiện tại thì có những sản phẩm nào gọi là hàng chính hãng. Mình xin nhắc lại nhé, là hàng chính hãng. Thì như mình tham khảo tại Thế Giới Di Động tầm từ 7 triệu cho đến 10 triệu thì bỏ qua chiếc Galaxy A7 2017 tại mức giá nó là 9990, 10 triệu và bỏ qua luôn cả chiếc Note 5 và chiếc XZ Duo thì ba sản phẩm này là mức giá là 10 triệu rồi. Mình sẽ nói tầm từ 7 triệu cho đến 9 triệu thôi thì đây là cái mức giá nó ít chênh lệch nhất. Bphone 9.790.000 thì tôi cũng bỏ qua. Thế nên là chúng ta sẽ cùng nhau nói về thứ nhất đây là iPhone 6 này, XA1 Ultra, HTC U Play, Samsung Galaxy Z7 Plus và Vivo V7 Plus. Samsung Galaxy A5 2017 thì nó là một sản phẩm ra mắt hồi đầu năm nay rồi. Mức giá hiện tại cũng đã là mức giá giảm xuống nên là mình cũng không muốn kể đến nhiều. Trước đây mình cũng đã từng có video nói về sản phẩm này rất là nhiều nên nếu bạn quan tâm thì hãy xem lại nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về V7 cộng đến từ nhà Vivo, Z7 cộng của nhà Samsung, U Play của HTC và XA1 Ultra đến từ nhà Sony. iPhone 6 32GB có nên nói không ta? Thôi nói luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái vấn đề hệ điều hành trước. iPhone 6 32GB là nó chạy iOS, còn với những sản phẩm còn lại chạy Android. Đương nhiên iOS nó có những cái điểm cộng của nó và Android có những cái điểm cộng của nó. Nhưng ở cái thời điểm của năm 2017 thì mình không khuyên các bạn nên mua con iPhone 6 32GB này. Thứ nhất là bởi vì cấu hình của nó ở năm 2014 và cho đến năm 2017 này, mình đã thấy nó thực sự rất chậm, rất lag và cái trải nghiệm của nó mang đến cho người dùng không thực sự tốt một chút nào. Bạn nào mà sử dụng nó up lên iOS 11 thì nói thật với các bạn chỉ muốn quăng mẹ cái máy đi luôn, dùng rất là khó chịu. Chứ kể nữa là cái màn hình của nó kích thước là 4.7 inch, nó cũng có độ phân giải thấp nhất trong tất cả những sản phẩm đang có mặt ở đây. Thế nên là xét về mọi khía cạnh từ tốc độ, từ hiệu năng, rồi là từ màn hình các thứ thì mình không hề đánh giá cao chiếc iPhone 6 này. Vậy nên là sẽ bỏ qua sản phẩm này luôn. Đến sản phẩm thứ hai mà mình cũng sẽ muốn bỏ qua ngay lập tức, đấy chính là chiếc Vivo V7 cộng với mức giá rất là ảo tưởng lên tới là 7.990.000. Thứ nhất, đây là một cái sản phẩm có một cái tỷ lệ màn hình mới 18:9, chạy theo cái xu hướng gọi là full view. Tuy nhiên ở cái mức giá là 8 triệu mà các bạn thử tưởng tượng là chúng ta vẫn còn sử dụng cái màn hình chỉ gọi là HD Plus, tức là nó là 720p và cụ thể hơn thì nó là bao nhiêu nhân với 720 ấy. Màn hình nó thực sự rất là dỗi trên kích thước đó là 6 inch. Chưa kể nữa, cái cấu hình của sản phẩm này mình cũng thấy là vô cùng quá đáng cái mức giá 8 triệu chính hãng khi mà chúng nó chỉ sử dụng con chip Snapdragon 450, tức là một con chip đầu 4, và đầu 4 thì không hề mạnh mẽ một chút nào và nó chỉ thích hợp dành cho những sản phẩm tầm giá khoảng 5 triệu đến 6 triệu là cùng thôi. Bù lại thì nếu như bạn nào thích mà trải nghiệm một cái tỷ lệ màn hình mới rồi là một cái thứ gì đó khác biệt hơn thì V7 cộng nói chung là cũng đáng để mà xem qua đấy, chứ để mua thì mình nói thật là không nên. Bây giờ thì sẽ còn Z7 cộng, HTC U Play và Sony Xperia XA1 Ultra. Ba sản phẩm này thì mình sẽ bỏ qua tiếp, đấy là HTC U Play, bởi vì sao? 9 triệu chính hãng, chạy chip Helio P10, 3GB RAM, tức là cấu hình của năm 2015. Thôi, nói 2016 đi cho nó đỡ xa. Chưa nói đến vấn đề cấu hình thì HTC U Play cũng là một sản phẩm không có một thứ gì nổi bật. Khi màn hình bình thường, thiết kế bình thường, hiệu năng thì tệ, chưa kể nữa mức giá thì tận những 8.990.000 rất là cao. Thế nên mình sẽ bỏ qua luôn sản phẩm này. Vậy nên chúng ta sẽ còn hai cái sản phẩm gọi là kỳ phùng địch thủ, đó là XA1 Ultra và chúng ta sẽ có thêm một con đó là Galaxy Z7 Plus. Thứ nhất, với XA1 Ultra mình đã từng có một video chia sẻ về sản phẩm này rồi. Màn hình rất lớn, xem phim cực kỳ đã.
và cái trải nghiệm của nó về tất cả mọi thứ mình đều đánh giá là nó rất là vừa tầm và ổn dành đến cho người dùng. Tuy nhiên thì nó vẫn thiếu đi một vài thứ, tiêu biểu là cái cảm biến vân tay và cái thời lượng pin của nó cũng không quá ấn tượng. Nếu như các bạn muốn có cho mình một thiết bị với một camera ấn tượng và chất lượng thì nên lựa chọn chiếc Z7 cộng. Bởi vì thứ nhất là sản phẩm này nó có tới hai ống kính camera. Và đây là cái thiết bị duy nhất trong tất cả những sản phẩm vừa rồi mình vừa kể nêu ra có hệ thống dual camera này. Xóa phông, rồi là chúng ta có thêm nhiều thứ để nghịch ngợm hơn với camera thì nó cũng thú vị hơn rất nhiều so với việc là chúng ta chỉ sử dụng một camera thông thường. Và điều đặc biệt là camera selfie của sản phẩm này cũng mang đến cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều so với tất cả những sản phẩm còn lại. Tiếp theo nói đến cấu hình thì sao? Với A1 Ultra chúng ta có con chip P20 và 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Z7 Plus chúng ta có P25 là một bản nâng cấp của P20, có 4GB và bộ nhớ trong là 32GB. Thế nên ở cái khoản này, nếu như bạn nào cần một cái dung lượng lưu trữ lớn thì có thể phân vân đến chiếc đó là X-A1 Ultra, sẵn 64GB mà. Nhưng bù lại thì Z7 cộng chúng ta vẫn có khe cắm thẻ nhớ ngoài, thế nên là bộ nhớ trong nó cũng không quá là quan trọng đúng không? Chúng ta có thể bổ sung một thẻ nhớ mà. Quan trọng là cái cấu hình thì mình đánh giá là Z7 cộng nó sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm tốt hơn so với chiếc đó là X-A1 Ultra. Tuy nhiên thì nói đi cũng phải nói lại, với X-A1 Ultra nó chạy cái giao diện của Sony nó rất là nhẹ và nó rất là mượt mà. Với Samsung Experience thì đôi khi các bạn sẽ cần phải reset lại máy, gọi là khởi động lại máy sau một khoảng thời gian dài sử dụng để tránh gặp cái hiện tượng lag và giật. Đặc điểm chung của Android rồi, nên là phải chấp nhận thôi. Máy nào cũng thế. Và có một cái chi tiết cuối cùng mình muốn nhắc đến ở đây, đó là về thời lượng pin. X1 Ultra màn hình rất lớn 6 inch nhưng pin chỉ có dung lượng là 2700 mAh. Nếu so sánh thời lượng pin với Z7 Plus thì mình đánh giá là Z7 Plus có thời lượng pin tốt hơn rất là nhiều. Tuy dung lượng của nó chỉ lớn hơn có một chút xíu là 3000 mAh, nhưng màn hình của Z7 cộng, Z7 Plus ấy, nó lại bé hơn 5.5 inch mà nó sử dụng công nghệ Super AMOLED. Thì các bạn đều biết là Super AMOLED nó không có tốn điện vào màu đen rồi. Thế nên là thời lượng sử dụng thực tế của bạn về lâu về dài, về bền bỉ các thứ ấy, thì Z7 Plus nó cho một trải nghiệm tốt hơn. Thế nên là xét về thứ nhất là hiệu năng này, pin này, camera thì Z7 cộng tốt hơn. Nhưng mà X1 Ultra nó lại có một cái lợi thế, đó là giao diện nhẹ nhàng, dễ sử dụng hơn và màn hình lớn hơn, xem phim chơi game nó cũng thoải mái hơn. Tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn mà thôi. Vậy thì tổng kết lại trong cái video này thì các bạn có thể thấy là tầm từ 7 triệu cho đến 9 triệu với những thiết bị hàng chính hãng, chúng ta cũng không có quá nhiều sự lựa chọn khiến cho các bạn khó khăn. Tiêu biểu nhất thì mình chỉ có thể đánh giá cao được hai sản phẩm, đó chính là chiếc Z7 Plus, Z7 cộng và chiếc X1 Ultra đến từ nhà Sony mà thôi. Sự lựa chọn vẫn chỉ là ở bạn. Quan trọng là các bạn thích sản phẩm nào và quan trọng là nhu cầu của bạn như thế nào mà thôi. Nếu mua điện thoại thì các bạn cũng cần phải quan tâm đến rất nhiều thứ, từ giá bán, từ cái trải nghiệm mà nó mang đến cho người dùng và đặc biệt là những cái chế độ dịch vụ hậu mãi về sau. Đối với Samsung thì mình thấy rất thú vị bởi Galaxy Gift, và đặc biệt là với cái thời điểm hiện tại khi các bạn mua chiếc Z7 cộng này thì mức giá nó còn được deal ưu đãi hơn rất là nhiều. Đặc biệt như mình tham khảo tại XT Mobile thì thậm chí nó còn được giảm giá đi rất là nhiều. Và cụ thể hơn các bạn có thể truy cập vào website đó để theo dõi. Còn Sony thì hiện tại mình thấy đúng là chỉ có một vài những đại lý lớn kiểu Thế Giới Di Động mới giao bán những sản phẩm này mà thôi. Những hệ thống nhỏ hơn để chúng ta tiết kiệm chi phí thì lại không có. Thế nên các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm thêm. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình. Nói tóm lại thì mình vẫn đánh giá cao nhất là con Z7 cộng trong cái tầm giá này. Bạn thì sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!